Kính Đồng kính chào quý vị khán giả đài truyền hình Vista TV phát sóng trên hệ thống 57.11 Galaxy 19. Đây là chương trình phân tích thời sự của đài. Hôm nay là ngày thứ tư, 13 tháng 12, 2017. Hân Quang chào nhà báo Duy Huy. Dạ vâng, kính chào Tái Ngộ cùng quý khán giả đài truyền hình Vista và kính chào giáo sư Trần Văn Chi. Vâng, dạ. Thưa anh Duy Huy, thưa khán thính giả, chúng mở đầu chúng tôi phân tích cái đề tài là tại sao Nga khi mà can thiệp vào muốn đứng ra làm trung gian hòa giải vấn đề Bắc Hàn, là Nga muốn cái gì khi làm cái chuyện đó? Thưa anh Nguyên Nguyên, thưa khán thính giả, chúng ta nhớ là trước đây từ lâu là Nga không hề có can dự vào cái chuyện Bắc Hàn và thỉnh thoảng có một số ý kiến thôi. Nhưng mà gần đây chúng ta thấy Nga tích cực tham dự vào, và đặc biệt nhất là vừa qua nhà báo Nguyên Nguyên cũng chúng tôi nói là Nga đã đề nghị một cái giải pháp ba bước. Và chúng ta thấy như vậy là Nga muốn cái gì khi làm cái đó, thưa anh Vi Quy? Thì rõ ràng là tất cả mọi việc đều phải có ý đồ mới là làm. Đầu tiên đó là Nga thấy rằng là Nga cần hâm nóng cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với nước Nga đã bị nguội lạnh từ cái thời ông Donald Trump. Trước đó chúng ta nhớ trong cái thời Obama thì hai bên có bàn với nhau về vấn đề là cùng để mà giải quyết một số vấn đề, mặc dù không có thân thiện nhưng mà không có nguội lạnh. Tới khi ông Trump thì có một số vấn đề Ukraine, vấn đề Syria và đặc biệt là cái vấn đề gần đây bầu cử là nguội lạnh. Vì thế cho nên ông Putin muốn giải quyết vấn đề này để tạo cái mối quan hệ được nguội lạnh hơn. Thứ hai là Nga thấy rằng là sau khi giải quyết xong cái tình hình ở Syria, Nga thấy rằng là Mỹ đang gặp cái chuyện chuyển cái lực lượng của mình từ Syria qua Iraq, có thể đây là một cái cách mà Nga thấy rằng là Nga đã chứng minh cho Mỹ được rằng là Nga có khả năng giải quyết các cái vấn đề có tính cách không phải địa phương mà có tính cách toàn cục chiến lược. Vì thế cho nên Nga đã chứng minh được rồi, thì bây giờ Nga chứng minh thêm một lần nữa đối với Bắc Hàn, Nga có thể cho Mỹ biết rằng là chúng tôi sẽ giải quyết Bắc Hàn với nước Mỹ. Cái đó là lý do thứ hai. Cái lý do thứ ba nữa là đặc biệt là khi mà ông Putin thấy rằng cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc qua ông Tập Cận Bình và ông Donald Trump thì thấy càng ngày nó càng xa vắng và nguội lạnh hơn. Những cái xốp nổi của ông Trump những ban đầu đã hết rồi, và do cái lý do rằng là Trung Quốc không có thực tình để mà giải quyết theo cái ý mình nghĩ như vậy, thì vì thế cho nên Nga mới nhảy vào, thế điền vào chỗ trống đó. Chúng ta thấy đó là ba cái lý do mà khiến Nga nhảy vào. Chúng ta thấy là Nga thường tự tin là mình có thể làm được, và chúng tôi, cá nhân chúng tôi cũng nghĩ rằng Nga có thể làm được hơn. Là tại vì sao? Nga trong cách giải quyết của Nga đó luôn luôn là muốn có hai bên cân bằng. Khi Nga vào Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên thì Nga vẫn chơi thích hợp với Nam Triều Tiên, chứ Nga không có ruồng bỏ Nam Triều Tiên. Trong khi Trung Quốc khi mà giải quyết cái này Bắc Hàn là Trung Quốc là quay lưng ngang, là chống lại với Nam Hàn, không có thân thiện. Thì cái đó là cái cách mà Nga nghĩ rằng là Nga có thể làm được. Nga vào giải quyết Bắc Hàn nhưng mà không bao giờ tạo cái thù oán với Nam Hàn, không có tạo cái thù oán với Nhật Bản và Đài Loan. Tất cả cái đó là Nga nghĩ rằng là mình giải quyết một cách đó luôn luôn là làm sao hai bên nó có lợi, trong khi Trung Quốc giải quyết là chỉ giải quyết theo hướng đồng minh của mình, còn những người khác là mình không bao giờ công bằng. Vì thế cho nên Nga tự tin là mình giải quyết được. Đó là ba cái lý do mà chúng tôi thấy Nga muốn giải quyết cái vấn đề Triều Tiên đối với Mỹ, thưa anh Viên Huy. Vâng. Tất cả những cái chuyện mà Nga tham gia vào những cái việc mà giải quyết các vấn đề tranh chấp ở trên quốc tế bây giờ thì chúng ta nhận thấy rằng là từ cái vấn đề, từ cái vụ mà bán đảo Crimea ở Ukraine cho đến sự tham gia vào cuộc chiến tranh ở Syria, thì ta thấy ông Putin này là một cái người rất là khôn khéo và biết cách khai thác lợi dụng cơ hội và tạo ra những cái cơ hội để cho mình cái vị trí giải quyết của mình nổi bật. Ở ngay bây giờ đấy chúng ta cũng thấy rằng là khi mà Mỹ nhờ đến Trung Quốc đó, thì Trung Quốc ít ra thì cũng đã có những cái hành động cụ thể để mà giúp đỡ cũng như là phi hạt nhân hóa Triều Tiên bằng cách là ngưng một số những cái cuộc viện trợ và giao thương với lại Bắc Triều Tiên. Nhưng mà đối với Nga hiện tại bây giờ thì ta thấy từ lúc mà Nga chỉ có thỏa thuận với cái nghị quyết của Liên Hiệp Quốc là tăng cường những cái sự mà trừng phạt đối với lại Bắc Triều Tiên ấy, thì trên thực tế chúng ta chưa thấy là mà nước Nga đã
trừng phạt như thế nào với lại Bắc Triều Tiên, không thấy nói ra. Và ai cũng biết rằng là về phương diện mà giúp đỡ cho Bắc Triều Tiên thì cả Nga và cả Trung Quốc đều giúp đỡ chứ không phải không. Và Nga thì giúp đỡ có thể là về mặt kỹ thuật nhiều hơn, và Trung Quốc thì có thể giúp đỡ về một cái nguồn, về những cái nguồn lợi về kinh tế cho đất nước Triều Tiên, và đất nước Triều Tiên từ đó mà có đủ mà khả năng có thể thực hiện được vấn đề nguyên tử cho quốc gia của mình. Thì ở đây chúng ta phải nhìn lại là lần này thì cái ba bước của ông Putin mà đề ra đó, thì hiện tại bây giờ đó, thì chính ngay ông thứ trưởng ngoại giao của nước Nga đó đã cho biết rằng là không có gặp ông Kim Jong Un, và nói rằng là hình như là bên phía tất cả những nhà lãnh đạo của Triều Tiên đó có để ý đến vấn đề này nhưng mà không có tha thiết cho lắm, và họ có xác nhận rằng Triều Tiên có hướng tới cái chuyện mà có thể nói chuyện với lại Hoa Kỳ, nhưng mà về vấn đề bảo lãnh thì chúng tôi không cần đến Nga và không cần đến Trung Quốc. Thì vấn đề bây giờ cũng đang phức tạp, nhưng mà mới đây thì chúng ta cũng lại thấy là chính ông Putin có nói rằng là có những cái dấu hiệu để cho có thể là lãnh đạo của Bắc Triều Tiên với lại lãnh đạo của Hoa Kỳ có thể gặp gỡ với nhau qua một buổi nói chuyện nào đó. Thì ở đây chưa biết là Tổng thống Putin đã dựa trên những cái yếu tố nào để có thể mà đưa ra một cái lời tuyên bố có vẻ là chắc chắn, chắc nịch như vậy. Bây giờ chúng ta cũng qua lên một cái tin khác nữa là Liên Hợp Quốc sắp họp về để mà ra một cái bàn luận về thảo luận về một cái hội nghị để thảo luận về vấn đề nhân quyền tại Triều Tiên. Thì ai cũng biết rằng là cái về vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên này ấy, thì Liên Hợp Quốc cũng đã tổ chức từ 4 lần rồi, lần này là lần thứ 4. Nhưng mà về cái vấn đề nhân quyền đó thì người ta thấy rằng là hình như là đánh vào cái chỗ trống á. Là bởi vì ở đất nước Triều Tiên hiện tại bây giờ dưới cái bức màn sắt đó, ông che giấu đi thì người ta không thấy là những cái nhân quyền là nó bị vi phạm như thế nào. Chỉ có một số những người trốn thoát ra khỏi được Triều Tiên ấy, thì nói rằng là cái người dân Triều Tiên đó bị o ép, bị nhiều thứ lắm, và cái quyền con người ở đất nước Triều Tiên hầu như là người dân không được biết tới. Thì cái điều này chúng ta cũng biết rằng là cái người dân Triều Tiên thực sự qua từ đời ông Kim Nhật Thành cho đến đời ông, đời cha, đời ông Kim Jong Un hiện tại bây giờ đó, thì cái mấy cái thế hệ đó thì họ đã rèn luyện người dân Triều Tiên vào trong cái khuôn khổ của Đảng. Và có thể một người dân Triều Tiên không biết đến, không hiểu đến nhân quyền là gì, và có lẽ cũng không biết đến cái bản tuyên bố về tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Thì không biết thì làm sao mà có sự tranh đấu. Và đã không có sự tranh đấu thì chính quyền Triều Tiên có thể nói rằng là trong đất nước tôi nhân quyền không bị vi phạm, cho nên có ai phản đối đâu. Và vì thế cho nên Liên Hiệp Quốc đã họp 4 lần rồi. Thì căn cứ trên những cái dữ liệu của những cái người mà đào thoát ra khỏi Triều Tiên, và những người đó đào thoát ra thì cũng không có bao nhiêu, bởi vì những cái hàng rào bí ẩn của Triều Tiên đó, nó quá chặt chẽ. Ở đây nhưng mà lần này họp thì có 15 thành viên của cái Hội đồng Bảo an đó, thì trong đó có 5 thành viên là có quyền phủ quyết. Thì lần họp này á, thì có nêu rõ rằng là cái quyền phủ quyết sẽ không được áp dụng trong cái buổi hội nghị này. Và vì thế cho nên người ta thấy là Nga và Trung Quốc á, là, đã là lên tiếng ngay lập tức. Trung Quốc thì cho rằng là cái về vấn đề nhân quyền đây không phải là trong cái phạm vi của Hội đồng Bảo an của Liên Hợp Quốc, mà cái này là thuộc về cái thẩm quyền của Hội đồng Nhân quyền HCR của Liên Hợp Quốc, chứ không phải là của Hội đồng Bảo an. Và vì thế cho nên Trung Quốc đã chống lại cái hội nghị này. Còn Nga thì cho rằng là cái lúc này mà họp về vấn đề nhân quyền để mà chỉ trích vấn đề, tìm cách chỉ trích vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên thì nó không thích hợp. Đang trong cái tình trạng mà căng thẳng như thế này, Bắc Triều Tiên đang bị Liên Hợp Quốc gia tăng tất cả những cái sự trừng phạt. Bây giờ lại thêm một cái vấn đề nhân quyền nữa thì chắc chắn là cái kết quả của cái hội nghị này lại sẽ làm tăng thêm những cái sự tức giận của Bắc Triều Tiên và không có giải quyết được vấn đề căng thẳng của Bắc Triều Tiên, thưa giáo sư. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái hội nghị nó có cách thường kỳ chứ không phải là đột xuất mà đưa ra nhân quyền. Vì thế cho nên Liên Hiệp Quốc có quyền họp,
Nhưng mà nói về Nga thì cũng đúng thôi, là trong lúc dầu sôi lửa bỏng về vấn đề hạt nhân mà vấn đề đem nhân quyền ra thì nó coi như là nó nhạt nhẽo quá, anh thấy không? Đã. Nhưng mà cái Liên Hợp Quốc thì họ cứ làm, vì thế cho nên Liên Hợp Quốc mới đưa ra một cái đề nghị là không ai có quyền phủ quyết bị cái gì nhân quyền, là chỉ nói một cái thông cáo thôi chứ không có cái gì trừng phạt cả, thành ra không có, coi như là không có giá trị trong cái lúc này, nó chỉ giá trị trong một trường hợp khác. Nhưng mà theo cái chu kỳ thì Liên Hợp Quốc họ cứ làm là họ cứ làm thôi, thì chúng ta thấy rõ ràng là như vậy. Hiện giờ là phải nói là 50 quốc gia không chấp nhận cái trừng phạt của Liên Hợp Quốc, tức là họ vẫn đi làm ăn riêng cho Liên Hợp Quốc, thì cái đó tại sao không lo trừng phạt cái đó mà lại trừng phạt nhân quyền? Thì nếu mà trừng phạt cái đó thì Bắc thì Triều Tiên mới là kẹt, chứ còn cái nhân quyền thì cái chuyện đó nó có ảnh hưởng rất là về lâu về dài, chứ nó không ảnh hưởng trước mắt. Thì cái chuyện đó nó làm cũng là trước quốc, nó không có ăn nhậu gì cả, thì không thích hợp. Không biết tại sao Liên Hợp Quốc làm, nhưng mà mình nói là công chuyện Liên Hợp Quốc là công chuyện hàng ngày, thì đúng cái giờ là họ làm cái đó, chúng tôi thấy là như vậy. Thưa khán thính giả, chúng tôi trở lại sau giây phút quảng cáo.